Cho con nha, thì hôm nay sẵn mình cần hai cái ấm đun nước nữa con, mình hướng dẫn các bạn cách sửa và cách kiểm tra luôn nha. Đầu tiên các bạn đo cái đế trước nha các bạn. Đây các bạn đo ở chỗ này, mình lấy đồng hồ mình chọc cho các bạn xem cái chỗ đo nha. Để bật đèn cho sáng các bạn. Ok, đây đây, ở đây nó có một tiếp điểm nha, ở chỗ này mình chỉ nè, chứ là cái tiếp điểm ở giữa thì các bạn đo nó phải có 220 V nha các bạn. Ok, sau khi đo cái chân đế ấm các bạn có đủ 220 V rồi nha, thì cái quan trọng đầu tiên các bạn cần đo là cái điện trở nha các bạn, cái điện trở đun nè, là công suất đun, thì các bạn để thang đo thông mạch nha. Đây đang để thang đo thông mạch nha các bạn. Đây mình sẽ đo thôi, cầm tay hơi khó nha các bạn, mình đo hai cái đầu này nha các bạn, nó phải lên nha các bạn, bất kỳ cái ấm điện nào nó cũng có hai cái đầu này nha. Đây nhưng mình đo không lên nữa các bạn, tức là nó bị đứt điện trở nhiệt này, điện trở này các bạn thay không có được nha các bạn, tại vì nó đúc liền với cái khung ở dưới này luôn nè, cho nên các bạn thay không có được đâu. Đối với cái ấm mà đứt điện trở nhiệt như thế này thì mình bỏ đi nha các bạn, không có sửa được nha. Đây một cái ấm nữa, thì đầu tiên các bạn cần kiểm tra cái đó nha. Thì kế tiếp các bạn kiểm tra như thế này, các bạn bật công tắc lên nha. Đây các bạn bật công tắc lên đấy, và mình đo công tắc xem là công tắc còn sử dụng được không nha các bạn. Thì công tắc là các bạn thấy hai cái dây nè, cái dây đèn nha các bạn, dây này nhỏ này, dây đèn, dây to, dây công tắc nè, đây một dây, đây hai dây, thì các bạn đo hai dây nó. Ok còn nha các bạn, đấy và mình đo luôn cái điện trở cho các bạn xem này, thì con hồi nãy mình đo hư hư cái điện trở rồi đây. Ồ, còn ok nha, như thế này thì mình sửa thôi, lấy hai cái mình dùng lên cái các bạn. Ok, và một cái bước kiểm tra cuối cùng nữa các bạn, thì nếu mà mình kiểm tra hết như thế này rồi mà nó không có lên điện các bạn thì nó sẽ bị hư cái đế này nha. Cái đế này các bạn tháo các bạn vệ sinh được nha. Ở đây mình ở đế này có ba chân nha các bạn, chân ngoài, chân gần ở đế các bạn, chứ không vo nhưng mình không đo nha, đo chân này loại hai cái chân còn lại không lên nha các bạn. Đấy mình đo tiếp cái tiếp điểm giữa đây. Ok còn ok nha các bạn, mình đo tiếp đến cái tiếp điểm chỗ này rồi. Ok như thế này là được nha các bạn. Thì thật ra cái ấm này hư công tắc nha các bạn, thì hư công tắc, công tắc thì mình lấy công tắc bên ấm bên đó đó mình thay qua đây rồi. Thì sửa ấm điện nó cũng đơn giản thế này thôi các bạn, nó rất là đơn giản luôn, không có cái gì thì không có cái gì để mà khó khăn các bạn. Đấy thì lấy mình kết thúc tại đây nha các bạn có thắc mắc gì cứ để lại bình luận.